tiêu. Mỗi khi bạc chậm thì tôi xin cứ dễ mình tiền tránh xa trà trong tủ món để tình. Lệ tôi bình tấn giới dọc ngũ phương đạo lộ chân chi cùng chi được cần kỳ ngõ hồn nay di cùng ta ăn mừng ngõ dục ta ca lộ ngắm gọn tiếng đông linh đại nhạc cực lạc lòng đằng kính tâm linh chiếu tà mưa giúp phương hồn vỡ đạt thân tiên tiền tốt tài đơn tới an thị kinh chương vị linh thiền nguyễn tỷ trà trong tủ góp tâm từng tán tu về điện lễ đằng tắt tự bay. Hồi lúc mất á, là vừa bị tai nạn là chị không có ở đó. Dạ. Nhưng mà khi á, là chị nghe á, là giấc sáng lại là chị mới nghe là chị mới đi qua. Đó. Là chị cũng ở Chảnh luôn hả? Ở Chảnh luôn, chị đang làm hồ. Dạ, em chị... tính ra là chị ở dưới quê. Không, chị làm hồ ở Chảnh. Dạ. Ừ. Thì sáng chị mới qua. Sáng chị mới qua. Sáng chị mới qua là lúc mà vô đem vô nhà xác rồi này kia là lúc mà nhận mà cái xác là cũng có chị luôn ha. Có nhận xác là chị qua sau, hồi lúc là đưa vô nhà xác thì chị không có ở đó. Dạ. Khi đưa vô là người ta đưa vô, ai đưa vô là chị không có biết, nhưng mà khi á là chị nghe con chị điện là chị mới đi qua là nó ở trong nhà xác, lúc đó là người ta đã mổ tử thi rồi. Tử thi rồi, người ta sạch sẽ cho, người ta mặc đồ đồ vô hết trơn. Dạ. Rồi. Mổ xong thì tắm rửa sạch sẽ hết. Rồi, sạch sẽ hết rồi. Dạ. Chị mới qua. Ở Chảnh chị đi làm là nhà cũng ở gần anh Triều không? Chị cũng ở trọ là cách anh Triều là khoảng chị đi một tiếng đồng hồ mới tới. Dạ. Ừ. Thường ngày anh đi bán vé số như vậy là có được tiền nhiều không chị? 200-300 ngàn không? Không có đâu em. Nó cũng như là một ngày nào nó bán là ngày đó là hết, có thể là thiếu nữa. Nó ý thiếu cuộc sống. Ý em hỏi đó. Một ngày bán cỡ bao nhiêu vé số á? Tại vì 100 vé số thì mình lời được 100 ngàn. À, 200 thì cũng lời được 200 ngàn, nhân dân vậy á chị. Ừ. Thì có một ngày thì nó bán có thể là ra 100-200, tùy theo nó nhận nhiều thì nó bán ra nhiều, còn dạ. Nó nhận ít thì nó bán ít. Thì nếu như 200 thì tháng 6 triệu. Dạ. 6 triệu thì điện nước rồi này kia các thứ chi phí thì dư, thì em nghĩ là không có dư. Không có dư, nó bán từ hồi nhỏ tới giờ, cuộc sống của nó khổ lắm. Lên Chảnh bán từ hồi đó tới giờ. Dạ. Lội em thấy lội là cái gót giò của nó là chai lên luôn đó, gót giò nó lội bộ đó. Lội nó bán là cái giò nó là chai ở sau gót luôn á. Tại vì lội suốt mà lội mấy chục luôn, năm lội rồi. Xuyên suốt luôn á. Dạ. Có khi lội đêm, bán đêm, bán ngày. Dạ. Lội bán đêm đó. Ừ. Lội bán đêm mấy mà bị tai nạn đó hả chị? Dạ đúng rồi, thí dụ như bây giờ em nhận 300 vé đi. Em bán ban ngày không hết, em bán đêm rồi sáng là em bán nó mới hết. Dạ. Nó. Chứ mình không bán đêm thì sao thì, ban ngày mình bán không hết? Không hết, bởi vì ban ngày thì người ta cũng bán nhiều lắm. Dạ. Bán không hết. Kênh Hậu Giang của tôi xin kính chào quý cô chú anh chị, chào bà con. Khải Trần chúc bà con ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay thì Khải Trần cũng đến kinh 7 Kiên Giang của chú anh chị là chia buồn với gia đình của anh Triều 52 tuổi của chú anh chị. Khải Trần nhắc lại để bà con mới xem clip này của Khải Trần á, hiểu thêm về cái sự việc rất là đau lòng luôn. Ảnh gia đình rất là nghèo khổ của chú anh chị, không đất, không ruộng, không nhà luôn. Đó, rồi ảnh đi lên Bình Dương bán vé số. Rồi ảnh bị tai nạn xe của chú anh chị. Tai nạn xe với container. Container là ảnh mất tại chỗ luôn. Cũng nghe bà con nói sơ là ảnh đi qua đường nghe sáo của chú anh chị đó. Thì bây giờ là không có đất, có nhà gì chân á, là làm đám trên nghĩa địa luôn. Quá trời tội của chú anh chị ơi. Bây giờ cái đường vô bà con thấy nè, rồi mưa hồi hôm dữ lắm luôn, dữ lắm giờ luôn, tội quá.
làm vất vả cả một đời người rồi mà tới khi nhắm mắt xuôi tay rồi không được có cái nhà để mà để quan tài nữa cô chú anh chị, rồi đi phải mua cao su che, thấy tội quá trời tội luôn. Em mời cô chú anh chị cùng vô gia đình chia sẻ từ ngoài quốc lộ Xuyên Á cô chú anh chị là lội vô tới trong chỗ để che làm đám cho anh là khoảng cỡ 700 mét đó cô chú anh chị. Đường nè bà con nhìn thấy rất là tội luôn nè bà con. Cái lúc mà chở quan tài của anh về cô chú anh chị là không có cái đường xuống luôn, đường sông mà giống như ở phía ngoài cô chú anh chị, rồi sậy hết trơn, bích chịch hết trơn luôn, rồi dẹt phá cái đường để đi thôi chứ không có đường đi luôn á em ơi. Hồi hôm mưa gì chắc là hôm chắc ở ướt hết trơn luôn hả? Gió thì hôm qua trước chiều đó quá trời giông mà với mưa nó tạt vô ướt tới cái hàng rồi. Ơi ướt tùm lum, bây giờ người ôm cái cột sợ nó tóc nóc lên cái bởi vì trong lỏng đó nó hả giữ lại hết rồi, người góc góc rồi gán che lại dịnh lại chứ sao giờ. Rồi ngủ tối tối ngủ nghe đâu có ai ngủ nghe gì hả? Không có cái mấy gì ấy, mệt quá chịu hết nổi rồi ngã xuống một chút thì cũng ngã tại đó luôn, cũng ráng bữa nay là cho cậu xong để ở là cho thấy đông người một chút xíu thấy cho nó ấm cúng chứ còn về hết rồi thấy lạnh lẽo tội cho anh. À, đúng rồi, ở ngoài này chống bởi vì gió quá trời luôn rồi mưa tạt chắc nằm chắc cũng ướt hết trơn chứ gì. Không có nằm đâu, ngồi không mà đâu có chỗ đâu. Có cái chiếu thì có để cho mợ bả mệt bả ngã xíu rồi có một chỗ đó thôi, còn nhiêu là ngồi ghế hết gì đó ha. Dạ ơi tội quá, rồi anh em mình đi về dài vô. Dạ. Này phải em đi dò không á chứ em đi dép dính quá trời dính nè. Cô chú anh chị em đi nè, dò nè, sình gì nè cô chú anh chị, sình dữ lắm luôn tại vì đất phèn á cô chú anh chị, rồi trời mưa á, trời mưa cái nó dính dữ lắm dính. Ồ cái đường này ra vô chắc bị dắt đeo quá. Dạ, ở đây dắt nhiều ha, dắt nhiều lắm. Trời mưa cái là dắt dữ lắm. Đây là không có đường đi luôn đó bà con, rồi chặt để phá làm cái đường đi đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị rồi hôm nay cũng là ngày cuối là đưa tiễn anh Chiều về nơi an nghỉ cuối cùng luôn cô chú anh chị ơi, thì cũng tại cái phần đất nghĩa địa này luôn. Mưa ướt hết trơn gì nè cô chú anh chị ơi. Chị hôm ngồi chắc ướt hết trơn rồi hả? Qua giông bão quá trời mưa luôn mà. Dạ có ai bị có bị dắt nó bò vô đây không? Không, đây là có mũi. Mấy ngoài cỏ ngoài đó chắc có dắt, tại đây mình chặt chống nó cũng đỡ. Dắt ở đây cũng có mà đều cỏ nó đỡ một chút. Dạ. Rồi anh hết thuốc anh lấy một gói, còn lát anh lấy một gói nữa. Bà con ơi, nhìn đi bà con. Người ta có đưa mình đưa ra rồi. Bởi vậy, mình lên anh hết hai gói rồi anh hút rồi chưa tính hả? Ngày hôm qua Khai Trần đứng phía ngoài này nè cô chú anh chị. Mà gió là cái miếng này, miếng cái xu này nó đập vô là bê bê luôn đó. Dạ 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 chào anh. Dạ quá trời rồi.
Dạ dạ, dạ thầy cứ tụng đi. Dạ dạ, thầy cứ tụng đi. Tới giờ thì thầy cứ tụng. Rồi rồi rồi. Dạ dạ. Bị đồ đạc vô, mặc đồ vô. Dạ dạ. À, đây là tụng cúng cơm ở trên cuối luôn ha thầy. Cúng cơm tiễn biệt. Dạ, cúng cơm tiễn biệt ha. À, chị với anh Chiều là sao? Chị là chị ruột của anh Chiều. Chị ruột của anh Chiều ha. À. Dạ. Thì cái hôm mà anh Chiều mất á, là chị có đi lên trên Bình Dương không chị? Hồi lúc mất á, là vừa bị tai nạn là chị không có ở đó. Dạ. Nhưng mà khi á, là chị nghe á, là giấc sáng lại là chị mới nghe, là chị mới đi qua. Đó. Là chị cũng ở Chảnh luôn hả? Ở Chảnh luôn, chị đang làm hồ. Dạ, em chị... tính là chị ở dưới quê. Không, chị làm hồ ở Chảnh. Dạ. Thì sáng chị mới qua. Sáng chị mới qua. Sáng chị mới qua là lúc mà vô đem vô nhà xác rồi này kia là lúc mà nhận mà cái xác là cũng có chị luôn ha. Có nhận xác là chị qua sau, hồi lúc là đưa vô nhà xác thì chị không có ở đó. Dạ. Khi đưa vô là người ta đưa vô, ai đưa vô là chị không có biết, nhưng mà khi á là chị nghe con chị điện là chị mới đi qua là nó ở trong nhà xác, lúc đó là người ta đã mổ tử thi rồi. Tử thi rồi, người ta sạch sẽ cho người ta mặc đồ vô hết trơn. Dạ. Mổ xong thì tắm rửa sạch sẽ hết. Rồi, sạch sẽ hết rồi. Dạ. Chị mới qua. Ở Chảnh chị đi làm là nhà cũng ở gần anh Chiều không? Chị cũng ở trọ là cách anh Chiều là khoảng chị đi một tiếng đồng hồ mới tới. Dạ. Thường ngày anh đi bán vé số như vậy là có được tiền nhiều không chị? 200-300 ngàn không? Không có đâu em. Nó cũng như là một ngày nào nó bán là ngày đó là hết, có thể là thiếu nữa. Nó thiếu cuộc sống. Ý em hỏi một ngày bán cỡ bao nhiêu vé số á? Tại vì 100 vé số thì mình lời được 100 ngàn. À, 200 thì cũng lời được 200 ngàn, vân vân vậy á chị. Thì có một ngày thì nó bán có thể là ra 100-200, tùy theo nó nhận nhiều thì nó bán ra nhiều, còn dạ. Nó nhận ít thì nó bán ít. Thì nếu như 200 thì tháng 6 triệu. Dạ. 6 triệu thì điện nước rồi này kia các thứ chi phí thì dư, thì em nghĩ là không có dư. Không có dư em. Dạ. Thiếu. Tại vì có thằng con Út ở trong phòng ha. Dạ. Dạ. Chị có tới lui thăm anh thường không lúc trước á? Có khi là một tháng tới khoảng một lần hai lần. Dạ. Bởi vì chị cũng đi làm dữ lắm, khổ lắm em ơi, khổ lắm, đi làm. Dạ. Toàn là đi làm mướn làm thuê không mà không có ngày ở nhà đâu. Nếu một ngày đó ở nhà là mất chi phí bị là nhiều lắm, không có tiền tiêu, khổ lắm. Ở còn đây... nó đi lội là nó đi bán số và nó đi bộ không à, nó không. Dạ. Có đi, không có đâu, có đâu có chiếc xe nào đâu, đi bộ không à, đi bộ xa lắm. Nó bán từ hồi nhỏ tới giờ, cuộc sống của nó khổ lắm. Lên Chảnh bán từ hồi đó tới giờ. Dạ. Lội, em thấy lội là cái gót giò của nó là chai lên luôn đó, gót giò nó lội bộ á, lội nó bán là cái giò nó là chai ở sau gót luôn á. Tại vì lội suốt mà lội mấy chục năm rồi. Xuyên suốt luôn á. Dạ. Có khi lội đêm, bán ngày. Dạ. Lội bán đêm mới mà bị tai nạn đó hả chị? À, đúng rồi, thí dụ như bây giờ em nhận 300 vé đi, em bán bằng ngày không hết, em bán đêm rồi sáng là em bán nó mới hết. Dạ. Nó. Chứ mình không bán đêm thì sao ban ngày mình bán không hết? Không hết, bởi vì ban ngày thì người ta cũng bán nhiều lắm. Dạ. Bán không hết. Nó làm chảnh, cuộc sống của nó làm chảnh cũng khổ dữ dằn lắm em. Cực khổ mấy chục năm rồi, tới à. Tới ngày nhắm mắt xuôi tay rồi. À, em thấy đó. Không em có thấy, cái nhà luôn. Em thấy ngày hôm qua trời mưa ở đây là nếu mà không ra đứng ngoài mưa mà giữ cái gạp lại then là nó đi hết trơn ngày hôm qua rồi em. Trời hôm qua mưa em nói giờ chết đó. Rồi trong này không biết sao nữa. Dữ lắm, gió luôn mà. Rồi cầm sắt nó cầm lên đứng hết trơn, ra đứng hết trơn nó giữ luôn, nó tạt vô tới cái mấy hàng dưới bàn thật bàn đồ hết trơn. Trời ơi. Ừ, tại vì ở đây trống quá nè. Trống quá. Mà mưa ngày hôm qua lớn dữ lắm, lớn luôn, mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ. À. Tội quá trời tội luôn. Rồi em thấy chị thiệt đó. Chị em ruột của chị thiệt, nhưng mà chị chưa chứng kiến cái cảnh này nữa kìa. Dạ. Khổ. Ừ, chị tất cả là mấy anh em? Chị tới 12 người anh em lận. 12 người anh em. Ừ. À, cũng có anh chị nào khá giả đỡ không chị? Không, nói là chung chung là nghèo là nhiều chứ. Nghèo nhiều. Dạ. 10 phần là nghèo hết 8 rồi, còn 2 là chung chung đã đỡ vậy thôi chứ không có ai khá giả cho em sao mà
mình cũng mừng, nó phải giờ là ăn chơi cũng cố dạ, tâm làm chứ nó làm ăn nhưng mà tại vì sao mà nó mình không có đất có ruộng rồi mình chi phí nhiều nữa thành ra nó không có dư là gì. Không có chơi bời, không có cái gì đâu, không có phung phí gì hết trơn mà tại sao mà nó cũng khổ vậy. Dạ. Chị bây giờ chị nói vậy, chị thấy em chị nói nước mắt chị đã hết rồi, chị không còn rớt nước mắt rồi nữa. Dạ. Chị thấy trong nhà xác em thấy khổ, em thấy chị thấy vô là nó nằm là chị thấy không tưởng tượng nào mà nói em. Dạ. Nó giỏi dữ lắm, nó giỏi lắm, nó bán. Nó không ai bán số giỏi bằng nó hết trơn á. Cực khổ cỡ nào nó cũng bán. Dạ. Không biết chơi bời, không biết cái gì, dân chỉ là đi bán là kiếm tiền về nuôi con nuôi vợ vậy thôi. Nó nói chị ơi, nhà nước mà nghỉ bán số là chắc em chết. Dạ. Là nó không có đi bán được. Tại vì cái nghề của ảnh hồi nào giờ. Cái nghề đó là nghề của nó. Dạ. Dạ. Quá trời chỗ này ướt lên sình hết trơn luôn rồi. Dạ. Cô chú anh chị ơi, đây hồi hôm là bẻ mấy cây sắt gì nè để mà móc lại nè, chứ không thôi là cái gạp này bay luôn chứ không có cách nào hết trơn. Vịnh qua đứng vịnh. Dạ dạ người đang ngồi tay luôn á. Dạ thầy. À, hôm thầy cũng ở đây luôn hả? Ờ tôi ở đây nhưng mà thấy quá trời khổ luôn. Dạ. Mỗi trời giông là mỗi người vịnh cây cây nè. Anh chị em đứng như đó vịnh người cây 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 để không gió nó tóc bay hết. Dạ thầy ơi, hồi đó giờ thầy có thấy cái trường chưa, hợp nào mà như anh chịu gì chưa? Chưa có hoàn cảnh nghĩa nào là bị... tới khi mà mắc mà không có nhà là phải che làm đám trên vị tiền gì, thầy có thấy chưa? Chưa thấy, nhưng mới gặp lần này hoàn cảnh quá đặc biệt. Dạ. Nhưng mà nói chung thì tôi thì những người đã đi siêu độ cho vong linh thì nói chung là cái vong của anh chiều này tôi thấy quá sức khổ mà với cái hoàn cảnh con cái rồi này kia nó đi mần xa xuôi ở Bình Dương bỏ quê hương xứ sở mà đi kiếm kế sinh nhai mà gặp cái hoàn cảnh đặc biệt này thì tôi nói thiệt với mấy anh làm những cái việc này thì tôi nói sự thật với tôi cũng rất là quý mấy anh dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nhìn ai cũng rơi nước mắt hết. Ở chỗ nấu nướng đó bà con. Thì đúng 7 giờ để cô chú anh chị thì đưa anh ra phía sau đó. Quá trời tội luôn bà con ơi. Hôm cưng có dịnh tiếp cây cột nào không? Dạ, em gái hả? Có anh không dịnh nó bao con tiêu rồi nè. Mình không. Mấy ai? Chuột luôn. Ai chị? Chị á. Vậy đó hả? Bá trời ướt hết trơn giờ đâu có nón đâu nữa mà đội nó cũng bay à. Dạ à, bỏ nón luôn đầu khổ không dịnh rồi nó bay hết trơn. Mình mấy che này lại nè, rồi lớp nào dịnh nè tóp nữa vừa nó chịu lại nó nhà anh em con cháu cũng đông. Rồi dịnh rồi số anh em nào bẻ câu vô là câu. Đúng rồi. Người nào câu người nào. Ngày hôm qua em nói rồi, không biết thấy mưa quá em nói trời ơi không biết có cái gạp có làm sao không nữa. Tại vì mưa gì mà em thấy gió khủng khiếp luôn mà. Rồi chị Tám á, chị Mãi á là đứng đây giá em thành giá nó. Chiều ơi, vậy mà cảm khổ gì thôi, con mấy nó qua cái cơn mưa này đi. Dạ. Đó, giờ đừng bảo con gì đi. Dạ. Sao phải cần nửa tiếng nó im chút. Mình thấy gió rồi cái mình thấy tội cho ảnh nữa. Ướt nhẹp ở trong hết trơn luôn. Nói như cái trời ơi, như chỗ nó cơm không sao thôi. Sợ cái này nè. Dạ đúng rồi, chỗ quan tài đó. Mình thấy tội, mình thấy xót. Rồi Nam. Rước rồi đó. Thùng thích lên đây. Nước xách nước xong à, nước này cũng mặn mà chị. Dạ có mưa thì nó hơi lợ một chút ha. Lợ luôn còn mặn cát nè. Dạ. Rồi nấu sao mình xài nước thùng hả chị? Dạ. Thì con gà này làm gì đây chị? Ủa mở cửa mã thường con gà mái mà. Mua gà trống.
thường em thấy là nhà máy á. Dạ dạ. Anh chiều nữa nghỉ đây nè cô chú anh chị, thấp chủng vậy nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ thì để anh nằm đây, nhưng mà cả chẳng nghĩ là nước sẽ ngập, tại vì quá thấp luôn. Bà con thấy nước kế bên luôn vậy nè đó, rồi mưa đám hay đám thì sẽ ngập thôi. Nhưng mà bây giờ thì không có đất thì phải chịu thôi, chứ cũng không có cách nào để thay đổi được. Còn nguyên chỗ này là cỏ, cỏ như phía bên đó gì đó cô chú anh chị. Tại vì cái ở đây là cái khu nghĩa địa mà. Đó, cỏ gì nè. Cỏ gì về cái hay tin anh mắt đó, là bà con anh em xúm lại đem máy, đem dao đồ là phát ở đây nè cô chú anh chị, để mà làm đám cho anh đó. Rất là tội luôn. Cả chàng cũng mới thấy cái trường hợp này, trường hợp như anh là lần đầu tiên luôn, thật sự luôn. Hồi tối anh em bà con thì cũng ở đây chạy chiếu đây gì, nằm đại gì đó cô chú anh chị. Dạ. Xíu mà mất cha. Dạ. Con ông lắm. Mà nó ở trong phòng nhiều rồi, trước giờ nó cái giờ chân nó cũng yếu nữa. Ông đi bán là nó ở nhà tối ngày. Dạ. Không dám đi đâu đâu. Rồi như vậy rồi nó ít có vận động, rồi cái chân nó bị yếu luôn, rồi nó giống như nó bị trầm cảm nữa. Đúng rồi đó. Bởi vì khi anh đi bán là để nó nhà rồi phá cửa lại rồi bỏ nó trong nhà gì. Nó ít có nói nữa. Rồi nó đâu có nói chuyện với ai đâu. Tội quá trời tội luôn. Tại vì ở đây nó trống quá trời mà. Mấy ông này mới lấy sắt nó kèm kèm cầm lại đó. Dạ. Khổ gì đó. Có ba đứa con, hai đứa kia nó có chồng có vợ ra riêng tư hết rồi. Ba mình ai làm cái sống vậy thôi. Dạ. Có nó mình nuôi nhỏ đó đó. Con mất rồi biết sao giờ. Con nhỏ con ghé thứ ba của anh chịu thì nói chung kinh tế nó cũng cũng khó khăn nữa. Khó lắm. Dạ, tại qua thì con cũng có hỏi em. Nói chung ra giờ có thiên tư thiệt mà không, cái mừng cũng ngày nào rồi cũng ngày nấy. Chú có bà con gì với gia đình tôi, không? Anh rể đó. Chú anh rể. Dạ, chú ở đâu? Tôi ở mà nhà ngang á. Nhà ngang sân gạch đó hả chú? Ừ, sân gạch đi vô. Dạ. Rồi chú bên đây là thím hả? Chú này cháu. Cháu. Dạ. Cháu ruột. Dạ dạ. Ông cũng hay qua tôi chơi rồi sao mà bữa đó sao không qua đó. Rồi qua nó. Cái sao dạ cô? Cô nói con nghe. Ông cũng hay qua tôi chơi lắm. Rồi cái bữa đó ông quán số rồi sao ông không qua? Có từng thì hai tuần ông qua lần. Ủa cô ơi, vậy là cô cũng đi làm ở trên Bình Dương luôn hả? Cô cũng làm Bình Dương luôn. Đi chợ nữa hả? Dạ. Tôi về bữa trước bữa sau nó mất. Cô về cô không gặp mặt luôn. Cô có tính nghe ấy rồi cô đi qua bên Thủ Đức cô kiếm mà không gặp thì trở về rồi. Dạ. Ờ thay rồi thì nghe nói ổng trở về rồi đâu có gặp mặt đâu, về cũng không gặp mặt mày gì luôn. Nó phiền lắm, 3 giờ mấy là thích lội đi bán. Ừ, lội đi bán số. Ủa 3 giờ mấy là đi gì sao chú? Ừ, 3 giờ mấy là lội đi gì đó. Tôi đi làm tôi gặp hoài luôn á. Ông dạ. Mấy cày điện thoại là ông bị lội xa đó. Từ chỗ nó ở lội tôi ra tới chợ đầu mối là 5-6 cây số nó mới đi sớm gì đó. Trời ơi. Sao đi bộ không à? Anh không dành dụm mua một chiếc xe đạp, không biết không chạy luôn hả? Thứ hai nữa chở anh xe cộ quá trời cũng sợ. Nó cũng nhát cái vụ xe cộ nó mà, chạy xe gì hết á. Mà mình sợ rồi nhưng mà tới nghiệp rồi cũng không tránh khỏi được, không tránh khỏi được. Dạ. Thấy tội nghiệp lắm chú ơi. Dạ. Tôi nói thiệt, tôi anh dễ thiệt mà thấy vậy tôi cũng khóc qua này mấy lần. Cái đất ruột. Bữa tôi về là nó từ giải với tôi làm gì nó chặn chối rồi sao. Dạ. Giờ bữa trước bữa sau là nó mất. Anh nói với chú làm sao?
chú? Tôi ở trên này có mấy anh em mà anh về anh bỏ em. Dạ. Về lâu lâu lên thăm em lần chứ, nói gì. Dạ. Rồi tôi về tới nhà bữa trước bữa sau rồi nữa. Là cái bữa đó là chú về từ giả nó về dưới về đây rồi. Dạ, đằng chú từ giả về đây là lại phòng trọ của anh ha. Ừ. Dạ. Quá trời khổ. Mắt mà nằm gì rồi thấy tội quá trời luôn. Dạ, không có. Dạ. Tôi đó giờ tôi cũng mới thấy thôi. Mới nào ngay đi. Một tuổi với tôi đó. Dạ. Mới nào ngay đi hồi đó cũng có cái nhà, có cái nhà mà đi làm lâu cái thì nó hư. Dạ đúng rồi, cái nhà mà mình không ở thì cũng hư à, mục hết trơn à. Chị bà con sao với anh Triều? Dạ chú ruột ba em thứ sáu chú này Út. Anh chị có đi làm ở chứ Bình Dương với bà con chạnh không? Dạ không, em ở dưới này. Gì đó hả? Dạ làm ruộng. Cái ngày của anh Triều mắc là chị có đi lên trên để mà đưa thi thể của anh về đây không chị? Dạ không, có người cô với chảnh rồi cô sắp xếp, công an sắp xếp rồi đưa về mình dưới này, mình lo dưới này này kia nọ, gặp dưới này cho ổng về. Dạ. Trong cái gặp đi đó chứ không có gì. Ở đây thì hay tin gì thì bà con anh em rồi lại rồi để dọn cỏ, trước là dọn cỏ tại vì cỏ nó lên là mình đứng muốn tới đầu luôn, mà chỗ này thì nó quang quá ngay cái khu nghĩa địa cô chú anh chị, cho nên là quang quá lắm, cái đường đi còn không có nữa. Rồi hai đêm nay chị cũng ở đây luôn hả? Ở đây để chia buồn với gia đình chứ thấy vắng vẻ quá. Dạ. Khổ thì không có còn tả cái khổ nữa. Dạ. Nghe bà con kể là ảnh đi bán vé số mà ảnh đi ghiếc cái chai gót hết trơn luôn, tại vì nói chung bán cũng mấy chục năm rồi. Quanh năm rồi nuôi thằng nhỏ nó rồi cố tình đi bán ghiếc về lo cho con, loại đi quanh năm suốt tháng. Hai ông bà thì cũng ly thân thôi, chứ cũng chưa phải là thôi nhau hẳn hả chị? Rồi chị vợ anh Triều cũng ở riêng, nhưng mà cũng tới lui thăm con tại cũng còn trách nhiệm ha. Thì nói chứ vợ chồng mà hết tình nghĩa thì cũng còn con, rồi tới lui thăm đồ này kia, mua đồ đạc rồi cho con bé nó ăn, chứ để nó nằm nó ở đó rồi không ai nói chuyện với, rồi nó bị trầm cảm luôn. Thì sáng anh đi là anh phá cửa rồi mua hộp cơm cho bé nó ăn rồi bỏ nó đó nguyên ngày, tới chiều ảnh mới về, mà rồi gì nó đâu có tiếp xúc với ai đâu. Tội quá trời tội. Về đây đâu có tiền đâu, rồi người cho cốc gạo, người cho vài trăm ngàn, rồi lặng mình làm trước ở đây là người đâu ít đây. Bà con cô bác ở đây người cũng cho ít ha. Gạo đồ này kia rồi có gì thì bà con cho đó để phụ vô làm đám cho anh. Quá trời tội luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Khả Trần cũng mong là cái clip của Khả Trần up lên để biết tới Mạnh Thường Quân nhiều hơn, và thì chia sẻ với gia đình cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Hồi đó giờ em mấy chục năm chứ em chưa thấy cái tình trạng nào mà khổ như anh Triều ở đây. Dạ. Em cũng muốn vậy cho Mạnh Thường Quân có ai được nghe được thấy được cảnh này giúp cho chú em được ổng được nội nguyện nằm yên dưới cho ổng. Dạ. Tội đúng quá. Con cháu thì không có khả năng. Dạ. Mỗi khi mặt trời ngóng ngóng cuối sinh cư dễ mình tìm chắn xa trà trong tủ mốt để tình. Lệ tôi bình tấn giới dọc ngũ phương đạo lộ chung đi cùng chi cực cần kỳ ngõ hồn nay di cùng ta ăn mừng ngộ chục ta ca lộ ngâm loạn tiện đông linh đại nhạc cực đàn lòng thành kính thần linh chiếu ta giúp phương hồn vỡ đạt thân tiên tiền tốt tài đường tới an trì kinh cư vị linh quyền nguyễn tỷ trà trong tổ gốc tâm tình.
tháng xuống về biển ấy đặng tóc tôi.